Sau này không khéo là thầy uống cái dạng cột ti mà hàm lượng thấp á, thầy uống cả đời thì mới sống được. Đây là cái thuốc rất nhiều người dùng nha, đặc biệt là những cái người mà hơi lớn tuổi một xíu. Tại vì uống cái này vào thì chúng ta thấy là nó hiệu quả rất là tốt. Những cái người bị đau xương khớp, bị viêm xoang, hay là những cái người mà muốn tăng cân nào đó thì thường mua cái viên này uống, nó rất là rẻ. Một cái gói như thế này vài ngàn thôi. Và thường là người ta bán là bán cái bịch bự lắm. Một ngày thì thường hướng dẫn uống khoảng hai gói như thế này. Và chúng ta cứ nghĩ rằng đây là thuốc tốt, thuốc bổ, thuốc đông y, nó an toàn. Tại vì uống vào là thấy nó đỡ đau liền. Má tôi, bà mua cái này bà uống, tôi mới biết được cách đây không lâu. Tôi giờ tôi chửi rất là nhiều các bạn. Tại vì cứ ham đi làm, mà khi đi làm thì nó đau chân. Mà đau chân thì lại mua cái này uống, nghe nói là uống như nó hiệu quả lắm. Thì mua uống, may là chưa uống được nhiều, chưa uống được lâu đó. Đây là cái dạng thuốc gọi là đờ sa. Nó đổi cái lớp đông y vào, nhưng mà thành phần chính giúp nó có hiệu quả đó là đờ sa, hay còn gọi là corticoid, loại mạnh, dược tính nó rất là mạnh. Thì uống cái này vào nó sẽ có công dụng là nó giảm đau, uống như thấy nó đã lắm. Nhưng mà sau đó nó kéo theo rất rất nhiều những cái tác hại. Đài truyền hình hay là trên tivi người ta nói rất nhiều về cái này, nói từ xưa đến giờ rồi chứ không phải là mới nói đây nha. Nó phá, nó gây ức chế miễn dịch, sau này xương khớp là nặng hơn, bị mất xương, bị loãng xương, rồi bị tạo điều kiện ung thư. Tại vì cái này ức chế miễn dịch mà, từ tế bào ung thư nó sẽ phát triển đó, rồi nó bị về liên quan đến tiểu đường, rồi nó bị rối loạn chuyển hóa, bị kết sinh phù mạch phù mày nên này kia. Sau này không khéo là phải uống cái dạng cột ti mà hàm lượng thấp á, phải uống cả đời thì mới mới sống được. Nên là cái này tôi phải cảnh báo đến, đặc biệt là những cái đối tượng mà lớn tuổi, ai mà có phụ huynh mà chúng ta lớn lớn tuổi á, phải cho họ coi clip này, hoặc là cho họ biết về cái loại thuốc này để mình né nha. Cái này đặc biệt sản xuất, nghe nói sản xuất nhiều ở miền Tây đó, bán đi rất là nhiều, lưu ý nha. Minh Trí đồng hành cùng bạn tăng cân an lành.